Tiểu sử MC, diễn viên Đan Lê Đan Lê tên đầy đủ là Nguyễn Đan Lê, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Trước khi được biết đến với vai trò là MC và diễn viên, Đan Lê từng được biết đến là ca sĩ trong nhóm nhạc Nhịp Điệu và Ước Mơ Đến. Là một trong số ít những nghệ sĩ sở hữu nhan sắc tự nhiên trong showbiz Đan Lê luôn gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt đẹp, nụ cười tươi tắn cùng gu thời trang tinh tế và nhẹ nhàng. Nữ tính, tốt nghiệp SV báo chí và tuyên truyền, cô trở thành BTV thời tiết của đài truyền hình Việt. Nam môn sơ ngay khi vừa xuất hiện ở chương trình, cô đã trở thành một cái tên gây chú ý bởi gương mặt khả ái và lối dẫn tự nhiên. Thân thiện cũng tại đài truyền hình, cô đã bén duyên và kết hôn với BTV Xuân Tùng vào năm 2008. Cũng trong năm này, cô đã phải hứng chịu một scandal khủng khiếp liên quan đến clip nhạy cả Money còn nhớ vào đầu. Năm 2008, các phương tiện truyền thông rúng động vì trên nhiều trang web, blog đen xuất hiện một vài đoạn phim đổi trị được lén lút phát tán truyền tay nhau kèm theo đó là thông tin cô gái trong đoạn phim đó chính là Dan lê mc của bản tin dự báo thời tiết trên đài truyền hình quốc gia với một phóng viên biên tập viên dẫn chương trình truyền hình thì scandal liên quan tới sex được coi như một tờ giấy khai tử trong nghề nghiệp và dù khá nhiều lần phải né tránh do hoàn cảnh chưa thể công bố, nhưng lần này, Đan Lê đã thẳng thắn cho biết cô chính thức rời VTV với công việc đang ở thời điểm nhiều cơ hội vì sự việc này, Đan Lê cho biết cô đã mất 3 tháng nghỉ không lương để tập trung theo đuổi vụ kiện đòi lại công bằng cho mình và đặc biệt khủng hoảng tinh thần bức xúc và tủi hổ vì bị báo chí lôi kéo vào một vụ scandal gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín. Danh dự của cô, mãi về sau này, kể cả sau khi tờ báo đăng tin sai sự thật về cô đã phải đăng tin cải chính. Xin lỗi thì cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi những lời sầm xì, dè biểu. Thậm chí công khai coi thường và coi đó như một vết nhơ không phải do mình tạo ra mà không tài nào gột sạch hết được. Sau đó, cô cũng không còn cộng tác với VTV nữa mà chuyển sang làm tại đài VTC. Một thời gian sau, cô chia tay BTV Thanh Tùng và năm 2011, cô tái hôn với mối tình cũ là đạo diễn Khải Anh vượt qua nhiều sóng gió người đẹp đã tìm được bến bờ bình yên bên người chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh sau đó cô tiếp tục ghi dấu tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh như cầu vồng tình yêu con đường sáng đến nay với nhan sắc ngày càng rạng rỡ cô vẫn là gương mặt sáng giá của các nhãn hàng thời trang fb https gạch chéo gạch chéo vkvkvkv.facebook.com/danli.nguinem.5